Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Dự báo chính xác giận người, tuổi Quý Mão 1963 đúng tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch, vét cạn lộc trời, phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tiền bạc nhét, chật két, cuối năm ăn Tết thật linh đình. Kính thưa quý cô bác tuổi Quý Mão thân mến, nhân sinh trong kiếp con người thật ngắn ngủi, mới đi có được vài bước thôi mà nhìn lại đã quá nửa đời người. Cuộc sống thì cứ luôn không ngừng thay đổi và biến động lên xuống thất thường, khiến cho con người ta phải loay hoay xoay mình, để oàn mình sống theo cái gọi là thời thế thế thời. Ai cũng mong muốn được bình an hạnh phúc bên gia đình người thân thương, ai cũng muốn được sống một cuộc sống trọn vẹn viên mãn và không cực khổ. Chính vì vậy mà việc biết trước được vận trình của mình trong tương lai sẽ ra sao là điều mong mỏi lớn nhất của tất cả mọi người cho một Quý Mão nào đó. Nếu Quý Mão có thể thay đổi một quyết định nào đó trong cuộc đời Quý Mão, điều đó sẽ là gì? Là lúc Quý Mão lựa chọn công việc mới? Hay là thời điểm Quý Mão trong thành phố bạn sinh sống? Lúc Quý Mão quyết định đầu tư? Hay khi Quý Mão quyết định bỏ cuộc? Thực ra khi nghĩ sâu về câu hỏi quá nữa, Quý Mão sẽ lựa chọn thay đổi những quyết định về việc gắn bó cuộc đời mình với một ai đó, cái suy nghĩ cố hữu nếu không gặp người đó. Cuộc đời mình có lẽ đã khác, nếu không hợp tác với người đó chắc mọi thứ đã không dở dang thế này, nếu không tin tưởng người đó chắc sẽ không có những nỗi niềm suy tư. Cái suy nghĩ này là suy nghĩ thưởng thức của nhân loại, trong cái thời buổi hiện giờ gặp một ai đó, tin một ai đó, yêu một ai đó, thương một ai đó, chân thành với một ai đó, rồi đổi lại những nỗi đau những pha lật mặc nhanh hơn lật sách, những tình tiết nhiều khúc chiết lắm mỏi mệt, từ nhân tâm, nhân tín, thứ mà ta cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh tiểu thuyết dài kỳ. Về cơ bản, Quý Mão không thể thay đổi bất kỳ điều đề gì trong quá khứ cả, nên đấy chỉ là một câu hỏi giả định, để Quý Mão ngẫm xem nếp gấp hay ngã rẽ, đưa cuộc đời Quý Mão suy tàn là cái đoạn nào. Chỉ có vậy, vì không thể thay đổi quá khứ, nên Quý Mão chỉ có thể chấp nhận hiện tại, vui mừng với con người mình ở thời điểm bây giờ. Bao điều trải nghiệm Quý Mão đã có, bao khúc chiếc vướng mắc mà Quý Mão đã trải, là cơ sở để hình thành nên cá tính, nhân cách nhận thức của bạn ở thời điểm bây giờ. Dựa theo cung chiếu mệnh mới đây nhất, các bậc thầy tử vi đã luận đoán ra được lá số tử vi của những người sinh năm 1963, tuổi Quý Mão. Đúng tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch vận cát hung trên tất cả các phương diện của cuộc sống, để bản mệnh có thể nắm bắt được thiên cơ mà tránh xa điềm gỡ, đổi vận giàu sang, ấm no phú quý. Trong suốt những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Dự báo chính xác giận người Quý Mão 1963, tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch, vét cạn lộc trời, phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, cuối năm phất nhanh như gió, tiền bạc nhét, chật két. Thưa cô bác Quý Mão, nhiều người nghĩ đến tuổi gần 66 là đã đi gần đến cuối đường đời, thế nhưng ít ai biết rằng đây là thời điểm vàng, nếu tận dụng được vận may và tránh xa ba điều cấm kỵ này, cả đời tuổi Quý Mão sẽ sống trong an nhàn sung sướng hết phần đời còn lại. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Những người có ngày sinh từ ngày 25 tháng 1 năm 1963 đến ngày 12 tháng 2 năm 1964 dương lịch thuộc tuổi Quý Mão, cầm tinh con mèo, thiên can quý kết hợp với địa chi Mão, mang ý nghĩa quá lâm chi thố, thỏ qua rừng. Tuổi 1963 mệnh kim, kim bạch kim, mệnh kim bạch kim là khái niệm để chỉ một trong sáu nạp âm của hành kim bao gồm hải trung kim, kiếm phong kim, bạch lạp kim, sa trung kim, kim bạch kim và thoa xuyến kim. Trong thuyết ngũ hành bao gồm kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, kim là yếu tố thứ tư, hành kim chỉ về mùa thu và sức mạnh, đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Trong lục thập hoa giáp, kim bạch kim chính là lượng bạc, thỏi vàng nén, là một dạng kim loại đã trải qua quá trình luyện kim,
chiết tách để thành kim loại nguyên chất. Nạp âm này còn được gọi là kim loại màu, có thể nói đây là dạng vật chất hội tụ đầy đủ nhất các thuộc tính của kim loại, tinh khiết vô cùng. Nếu như các dạng kim loại còn tiềm ẩn trong biển cả hay trong các mỏ khoáng sản, kim loại đã thành hình, thành khối đều nằm trong ba từ kim bạch kim này. Người thuộc nạp âm kim bạch kim thuộc tuyết người bản lĩnh, quyết đoán, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Từ tính cách ấy có thể nhận thấy người thuộc nạp âm này sống công bằng, cởi mở, coi trọng lý lẽ và các mối ban giao xã hội, dễ dàng tạo dựng nghiệp lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của cung mệnh này là họ sống thiên về lý trí, ít trò chuyện với mọi người, nên đôi lúc cảm thấy bị cô đơn. Tiếp theo là vận trình tổng quan bốn phương diện, người tuổi Quý Mão 1963, trong tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Xem tử vi tháng cuối cùng của năm 2023 thấy, bước vào tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch, người tuổi Quý Mão phải đối diện với hung cát đan xen. Nhưng nhìn chung mọi việc vẫn tiến triển theo chiều hướng khá tốt, bạn chỉ cần cố gắng hết mình thì không cần phải lo lắng hay hối tiếc quá nhiều. Nguyệt lệnh lâm đế vượng đem tới nhiều tin cát lành cho con đường sự nghiệp của bản mệnh, bạn thể hiện được điểm mạnh của mình trong tập thể, khẳng định vị thế của bản thân nên nhận được sự khâm phục của nhiều người, có cơ hội được thăng quan tiến chức. Đường tài lộc nhìn chung là ổn định, người làm công ăn lương dễ nhận được nhiều khoản hoa hồng, thưởng nóng vào cuối năm. Đây là kết quả cho sự cố gắng của bạn trong suốt một năm dài vừa qua. Người làm kinh tế nắm bắt xu thế thị trường, nên khách hàng đông đúc, đem về nguồn lợi nhuận nhiều hơn dự đoán. Phương diện tình cảm cũng khá lạc quan với người độc thân. Khi có sao Bách Việt chiếu mệnh, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người, hoặc được giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Tuy nhiên, nếu đã có đôi có cặp, hoặc đã lập gia đình, thì cần chú ý giữ khoảng cách với người khác. Về phương diện sự nghiệp, căn cứ tử vi tháng cuối cùng của năm 2023 của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Quý Mão sẽ gặt hái được nhiều thành công. Trên phương diện sự nghiệp vào khoảng thời gian cuối năm này, một phần lớn là nhờ bạn đã cố gắng không ngừng suốt cả năm qua, một phần là nhờ nguyệt lệnh đế vượng đem tới cơ hội tốt. Thời điểm này công việc khá bận rộn và nặng nhọc, song nhờ kinh nghiệm tích lũy và sự thông minh, nhạy bén, mà bạn luôn đưa ra được những quyết định chính xác, thậm chí biến nguy thành cơ, khẳng định vị thế của mình trước tập thể. Nếu là người làm công ăn lương, bạn có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên, được nhiều đồng nghiệp, bạn bè xung quanh tôn trọng. Một số người có thể nhận được quyết định thăng chức, tăng lương ngay vào những ngày cận kề cuối năm. Người làm lãnh đạo cũng đưa ra được những quyết định chính xác, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó và bước theo định hướng phát triển mới. Bạn ngày càng khẳng định được tầm quan trọng của bản thân, được cấp dưới tôn trọng. Tử vi tháng cuối cùng của năm 2023 khuyên những người còn trẻ tuổi hãy luôn năng động và nhiệt tình học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng mới. Những gì bạn học được lúc này sẽ giúp ích bạn rất nhiều trong tương lai. Nếu có quan điểm, ý kiến gì đừng ngại nêu lên trước tập thể. Bạn có thể chính là người thổi một luồng gió mới vào một bộ máy đã hoạt động lặp đi lặp lại quá nhiều năm. Về phương diện tài lộc, đi cùng với sự phát triển của sự nghiệp thì con đường tài lộc của người tuổi Quý Mão cũng có những tiến triển khá đáng mừng. Dù cuối năm nhu cầu chi tiêu mua sắm có gia tăng, nhưng nhờ các khoản lương, thưởng, lời lãi hậu hĩnh mà bạn không lo rơi vào cảnh cháy túi. Với người làm công ăn lương, bạn dễ nhận được quyết định tăng lương hoặc tiền thưởng nóng tương xứng với sự đóng góp của bạn cho tập thể. Khoản tiền này đem tới nguồn động lực để bạn tiếp tục cố gắng không ngừng. Người làm buôn bán cũng có một tháng bận rộn nhưng đem lại nhiều lợi ích. Bạn biết được khách hàng cần gì nên luôn đi trước một bước, thậm chí trở thành người tiên phong trong một lĩnh vực nào đó. Đương nhiên bạn sẽ không tránh khỏi vất vả, song những đồng tiền lời lãi kiếm được sẽ đem tới cho bạn rất nhiều niềm tin và sức mạnh. Thêm vào đó, con giáp này còn là người có cách chi tiêu khoa học, tiêu dùng thông minh, dù túi tiền dư giả cũng không chi tiêu bừa bãi. Vì vậy, trừ đi khoản tiền sắm sửa dịp Tết, bạn vẫn còn tiền tiết kiệm để đầu tư, gửi ngân hàng hoặc để tiết kiệm, dự phòng cho tương lai. Về phương diện tình duyên gia đạo, xem tử vi thực hành 12 năm 2023 âm lịch, thấy cát tinh Bách Việt chủ đào hoa sẽ đem tới nhiều tin vui trên phương diện tình duyên cho người tuổi Quý Mão, đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân. Bạn gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc và đó là điều kiện để bạn nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Sẽ có một vài đối tượng chủ động tiếp cận bạn. Nếu có thiện cảm với ai thì bạn nên mở lòng và thử trò chuyện với đối phương. Nếu tích cực tham gia các buổi tiệc tùng với bạn bè, đối tác, bạn cũng có thể vô tình gặp được người vừa ý ở đó. Nếu muốn thoát cảnh độc thân, tốt nhất bạn nên chủ động hơn một chút trong chuyện tình cảm. Hãy nhiệt tình trò chuyện và trao đổi cách liên lạc với người đó nhé.
Tuy nhiên, việc đào hoa quá vượng lại không tốt cho các cặp đôi. Tháng này bạn trở nên nổi bật trong tập thể, nên có thể thu hút sự chú ý của nhiều đối tượng khác nhau. Song bạn cần chú ý giữ khoảng cách vừa phải với mọi người, đừng vì một phút ham vui mà đẩy mình vướng vào thị phi rắc rối. Trong gia đình dù bận rộn đến mấy, vợ chồng cũng nên dành thời gian để dùng bữa hay trò chuyện với nhau. Nếu mỗi người chỉ làm việc của mình, không quan tâm đến nửa kia thì không cần cãi cọ, mối quan hệ cũng dần trở nên xa cách. Về phương diện sức khỏe, dưới tác động của hung tinh Thiên Nguyệt, tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Mão có dấu hiệu suy giảm trong tháng này. Với những người đang theo đuổi sự nghiệp, bạn sẽ luôn phải bận rộn luôn chân, luôn tay, ít có thời gian để nghỉ ngơi. Tuy vậy, bạn vẫn cần phải tìm cách cân bằng cuộc sống, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng, đừng khiến cơ thể quá mệt mỏi, đôi khi lo lắng, muộn phiền, bất an sẽ ập tới. Song bạn đừng giấu mọi chuyện trong lòng, hãy tâm sự với những người đáng tin cậy, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời có thể tìm ra hướng giải quyết công việc. Thưa quý cô bác anh chị, trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị, tuổi Quý Mão 1963. Vậy năm 2024 này là hung hay cát, xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, nếu chiếu theo thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh kim của tuổi, hỏa khắc kim, can quý bình hòa với can giáp, địa chi mão tương xung với thìn. Trong năm 2024 này, nam mạng Quý Mão sẽ có tình hình tài chính ổn định, nhưng cần lưu tâm về sức khỏe nhiều hơn so với năm cũ. Sức khỏe sẽ cải thiện hơn nếu bản mệnh sống tích cực, tạo niềm vui cho bản thân và gia đình, biết quý trọng sinh mệnh, bao dung cho người khác, thì bản mệnh sẽ được nhận lại những điều thiện lành. Vận trình tử vi của nam Quý Mão 1963 trong năm Giáp Thìn có cơ hội lẫn thử thách. Điều này nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng cần hướng thiện tu tâm, chủ động giúp đỡ người xung quanh, ngày ngày chăm chỉ gieo duyên lành thì cả năm sẽ gặt được trái may mắn. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam mạng tuổi Mão 1963 đã ở độ tuổi nghỉ hưu, chuyển từ công việc ngoài xã hội về với vai trò chính là công việc trong gia đình. Là người sống khôn ngoan đức độ, luôn nghĩ và làm nhiều cho con cháu, nên nam mạng Quý Mão cũng truyền đạt được nhiều trí tuệ, đạo đức, giúp thế hệ sau phát triển hơn. Đôi lúc, công việc trong gia đình sẽ khiến nam Quý Mão cảm thấy có nhiều bận rộn, không ngơi suy nghĩ. Tuy nhiên, chỉ cần giữ được thái độ điềm tĩnh và suy nghĩ thuận theo tự nhiên, thì thân và tâm chủ mệnh sẽ được bình an. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Quý Mão được đánh giá là ổn định, có cơ hội gia tăng thu nhập nhờ quý nhân giúp đỡ. Những khoản đầu tư tiết kiệm hàng tháng cũng đều đặn sinh lời, giúp người này được thảnh thơi khi tiêu dùng hàng ngày mà không cần phải lo toan nhiều. Ở độ tuổi 62, nam Quý Mão cần phải luôn giữ cho nguồn tài chính của mình trong vòng an toàn, chỉ đầu tư ở những lĩnh vực bản thân có kiến thức. Nếu biết quản lý tiền bạc cẩn thận, lấy cần kiệm làm gốc rễ, thì tài chính sẽ luôn dư giả. Năm này mệnh chủ hãy chi tiêu cho sức khỏe bản thân mình một cách xứng đáng. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Quý Mão sẽ đón tin vui thêm người thêm của, để gia đình luôn vui vẻ, bản mệnh nên bao dung, nâng đỡ và chia sẻ nhiều hơn với con cái và người thân bên mình. Vào những dịp gia đình sum họp, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm, hỏi han trò chuyện với nhau, thêm những cử chỉ động viên, bớt đi lời trách móc giận hờn, thì chắc chắn rằng tình cảm giữa các thành viên thêm yêu thương gắn kết. Dù là năm 2024 hay những năm sau này, hãy luôn chú tâm về gia đình mình. Dù có những mâu thuẫn xảy ra, nhưng chỉ cần mệnh chủ biết bài trừ tâm nóng giận, nói năng cẩn trọng và biết cách bình tĩnh lắng nghe, thì mọi việc sẽ được giải quyết. Bước sang tuổi 62, nên cơ thể của nam mệnh Quý Mão có thể xuất hiện một số dấu hy hiệu suy nhược, xương khớp đau nhức, vì thế mệnh chủ nên xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, sinh hoạt và rèn luyện thể lực hàng ngày để khí huyết lưu thông tốt, sức đề kháng theo đó cũng tăng lên, ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, vận động đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý sẽ là bí quyết sống khỏe cho nam Quý Mão trong năm 2024. Hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe ngay ở thời điểm hiện tại và kiên trì mỗi ngày, mệnh chủ sẽ nhận thấy những dấu hiệu cải thiện rất tích cực. Dự đoán trong năm 2024 này, nữ Quý Mão sẽ gặp nhiều thuận lợi và cả những thách thức, làm việc gì cũng cẩn thận suy xét, ngay thẳng chính trực thì sẽ có quý nhân giúp đỡ giải quyết mọi vấn đề, công việc năm nay duy trì ổn định, nhẹ nhàng. Vận trình tử vi nữ tuổi Mão 1963 trong năm Giáp Thìn thiên về sự bình an, thong dong tự tại, không bon chen với đời.
mệnh chủ quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần, tu dưỡng tâm tính, ăn chay niệm Phật, đó cũng là niềm vui tuổi già của tuổi Quý Mão nữ mạng. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Mão 1963 chủ yếu quay về thực hiện vai trò trong gia đình. Tự tâm bản mệnh có ý thức trách nhiệm lớn trong mọi công việc, hoạt động cộng đồng nhiều hơn, khởi duyên tạo phúc để giúp mọi thứ xung quanh tốt đẹp lên. Ở độ tuổi này, công việc không còn là mối bận tâm đối với nữ tuổi Quý Mão nữa. Nếu có tiếp tục làm việc, phải chăng cũng để tránh sự nhàm chán, rảnh rỗi, tâm thế làm việc túc tắc, nhẹ nhàng, không mưu toan nhiều, cũng giúp Quý Mão nữ mạng sống ung dung, thảnh thơi hơn. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Quý Mão vẫn trên đà ổn định. Mệnh chủ sớm đã có những kế hoạch dự phòng chuyện tiền bạc, quỷ lương hưu để tiết kiệm hàng tháng. Nhờ vậy mà khi về già, tài chính có phần vững vàng, không phải lo lắng nhiều, khi vật chất đủ đầy. Lời khuyên cho bản mệnh là nên đầu tư cho việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong để luôn minh mẫn, sáng suốt. Trong chuyện tiền bạc cũng nên thận trọng tránh cho người không tin tưởng vay mượn. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ Quý Mão sẽ có một số vấn đề cần giải quyết để gia đình thêm yêu thương gắn kết. Mệnh chủ nên bao dung, chia sẻ, vì mọi người và vì cái chung của gia đình. Làm gương cho thế hệ sau thì gia đạo sẽ đúng chuẩn mực. Dù là năm Giáp Thìn hay sau này, hãy luôn dành tình yêu thương to lớn cho các thành viên trong gia đình. Hạn chế sự trách móc để tâm tính cao thượng hơn và may mắn sẽ đến. Dù có những việc trục trặc, nhưng khi biết điềm tĩnh, thông cảm cho người khác thì vạn sự sẽ như ý. Bước sang tuổi 62, cơ thể nữ Quý Mão có thể gặp phải tình trạng lão hóa, mệt mỏi hoặc đau nhức xương khớp. Dù đây là dấu hiệu tuổi tác thông thường, nhưng bản mệnh không nên chủ quan, cần dành cho chính mình nhiều sự quan tâm chăm sóc hơn, tập thể dục với cường độ phù hợp, duy trì thói quen ăn uống đủ chất, ngủ đủ 8 tiếng, sẽ đem lại cho mệnh chủ sức khỏe tốt. Năm 2024 và về lâu dài, hãy bắt đầu bằng cách lên kế hoạch cho lối sống lành mạnh, khoa học. Chọn tuổi Sông Đất, sông nhà năm mới 2024, cho quý cô bác anh chị tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Quý vị thân mến, chọn tuổi Sông Đất, tuổi sông nhà 2024 hợp mệnh với gia chủ sẽ mang tới vận đỏ như son, may mắn ngập tràn, phú quý dồi dào trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người Sông Đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó, như vậy tuổi Sông Đất sẽ mang lại cát khí và tài lộc cho gia đình. Các tuổi Sông Đất tốt với người tuổi Quý Mão trong năm Giáp Thìn 2024 là Đinh Hợi 1947, khá, Mậu Thân 1968, khá, Tân Mùi 1991, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Kỷ Mão 1999, khá, Tân Sửu 1961, trung bình, Canh Tý 1960, trung bình, Kỷ Hợi 1959, trung bình, Bính Tuất 1946, trung bình. Các tuổi Sông Đất xấu với người tuổi Quý Mão trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Dậu 1945, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Quý Tỵ 1953, xấu, Tân Mão 1951, xấu, Canh Dần 1950, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu, Ất Mão 1975, xấu, Tân Dậu 1981, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu. Bản mệnh Quý Mão nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để Sông Đất đầu năm. Như đã biết, tục Sông Đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ Sông Đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để Sông Đất, Sông Nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay Sông Đất, Sông Nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc,
May mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm: khung giờ từ 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ, đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2023, Minh Đường Tử Vi chia sẻ tới quý vị về phong thủy may mắn, giúp Tân Dậu gặp hung hóa cát, đón năm mới may mắn bình an. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt. Xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Và bây giờ xin mời quý cô bác anh chị tuổi Quý Mão 1963 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Tuần đầu tiên, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới tuổi Quý Mão đừng để cho cảm xúc đánh lạc hướng. Đây cũng là thời điểm thích hợp hoàn thành những công việc còn dở dang trong năm cũ. Lưu ý bạn nên thận trọng thay vì vội vàng.
Dù tham vọng của bạn lớn đến đâu, cũng đừng vì ai đó ngăn cản mà cảm thấy sợ hãi. Với một kế hoạch và lịch trình cụ thể, bạn có thể dễ dàng hoàn thành mọi thứ trước khi năm mới bắt đầu. Người tuổi Quý Mão gặp may khía cạnh tình cảm trong tuần mới. Bạn trân trọng khoảnh khắc quý giá bên gia đình và một nửa yêu thương. Nhất là Bách Việt chủ đào hoa khiến bạn dễ dàng thu hút người khác giới. Tuy nhiên, với những ai có gia đình cần tránh xa những cám dỗ, hạn chế rắc rối có thể xảy ra trong tương lai. Một chút thuận lợi đầu tuần có thể là tác nhân khiến tuổi Quý Mão chủ quan, rắc rối đến ngay sau đó khi tỷ kiên tác động. Bản mệnh nên kịp thời đối phó, kẻo rơi vào rắc rối không đáng có hoặc gây ra thêm những hiểu nhầm khác. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường xanh, vàng. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Hợi. Con số may mắn: nam 7, 33, 04, 52, nữ 8, 93, 16, 75. Tuần thứ hai, từ ngày mùng 7 đến ngày 15 âm lịch. Tuổi Quý Mão gặp cả hung lẫn cát, khi có hung tinh Bạch Hổ và các tinh hữu bậc cùng soi chiếu, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với thử thách trong cuộc sống sắp xảy đến, nhưng đừng quá lo vì bên cạnh bạn vẫn có quý nhân phù trợ. Đường công việc không quá tệ, bạn có quý nhân phù trợ nên vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tuần. Bạn nên tự tin hơn vào bản thân mình, cứ làm thật tốt mọi việc, không gì có thể lung lay ý chí của bạn. Còn việc bị gièm pha, nói xấu dìm nhau thì đó là chuyện rất bình thường. Bạn đã làm ăn thuận với lương tâm nên đừng để ý tiểu nhân. Vận tài lộc của bản mệnh bấp bênh, cẩn thận mất tiền bất ngờ. Tuần này bạn phải chi tiêu khá nhiều cho quà cáp, biếu xén, mua bán đồ đạc trong nhà. Nhiều lúc áp lực quá tải chỉ muốn gục ngã, nhưng may mắn là bạn còn có người thân động viên. Những khoản bạn phải chi trong tuần tới là những khoản có ít, nên đừng so đo nhiều. Những người đã có gia đình thì nên đề phòng, vì đây cũng có thể là lúc dễ mang đến rắc rối và phiền toái cho hạnh phúc lứa đôi. Người độc thân đừng quá căng thẳng, chuyện tương lai nào ai hay biết, cứ sống tốt với hiện tại bây giờ đã. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, tím. Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Tỵ. Con số may mắn: nam 4, 22, 74, 16, nữ 2, 59, 76, 42. Tuần thứ 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Mọi thứ trong cuộc sống tuổi Quý Mão tuần mới diễn ra hết sức suôn sẻ, bạn tràn đầy năng lượng và biết rõ con đường đang đi. Với người đang làm công ăn lương, bạn có thể tìm được công việc khá tốt. Nếu sắp nghỉ việc hoặc đang thất nghiệp, khả năng thăng tiến ở chỗ làm hiện tại cũng rất cao. Do vậy, hãy chăm chỉ làm việc, tập trung trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và thể hiện năng lực trước cấp trên. Những ý kiến của người tuổi Quý Mão được một nửa của mình nhiệt tình đón nhận trong tuần mới, thậm chí người ấy không thực sự hiểu bạn đang làm gì, nhưng vẫn luôn ở bên nhiệt tình ủng hộ hết mình. Sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu bị tác động xấu do ảnh hưởng của thiên cầu. Để hạn chế rắc rối liên quan tới sức khỏe, thì bạn cần quan sát thay đi của cơ thể mình, đừng vì bận rộn mà không quan tâm đúng mực, gây tổn hại về lâu về dài. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 19 đến 21 giờ, màu sắc cát tường xanh dương, bạch kim. Quý nhân phù trợ: Tý, Tuất, Hợi. Con số may mắn: 4, 79, 42, 95, nữ 2, 77, 51, 25. Tuần cuối cùng, từ ngày 23 đến ngày 30 âm lịch. Tuần mới này tuổi Quý Mão may mắn được thái âm cát tinh nâng đỡ, nên có thể thả lỏng bản thân thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là các bạn nữ. Bạn chỉ cần tự tin vào bản thân mình và không bị tác động bởi những quyết định của người khác thì mọi việc đều sẽ thuận lợi. Tuổi Quý Mão đang làm khá tốt công việc của mình, tử vi cho thấy bạn đã tìm ra đúng con đường của mình và sự nghiệp của bạn đang tiến triển rất thuận lợi. Người kinh doanh buôn bán nếu muốn mở thêm cửa hàng thì nên chọn ngày đẹp, giờ lành để tiến hành, nữ mệnh buôn bán tốt hơn nam mệnh. Vận tài lộc của tuổi này tốt lên ở nửa cuối tuần nhờ thực thần nâng đỡ. Đây là một tín hiệu tốt để bản mệnh thực hiện các dự án kiếm tiền mà mình đang ấp ủ. Một số người có lộc làm ăn kinh doanh, buôn bán, được khách ủng hộ, lộc đến tay thì cứ thế mà hưởng. Quý Mão ở thời điểm hiện tại khá ổn về tài chính, nên nó giúp bạn an tâm dành thời gian của mình cho gia đình. Thái độ tự tin và chủ động giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt người ấy và cải thiện các mối quan hệ tốt hơn như mong muốn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao,
Tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 13 đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xám, đỏ. Quý nhân phù trợ, Hợi, Dần, Mùi. Con số may mắn, nam 1, 33, 91, 38, nữ 5, 57, 14, 80. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.